Phật bảo thiện hiện các đại Bồ Tát cũng lạ như vậy vì hữu tình nên sanh vào nhà Luân Vương, nối ngôi Luân Vương giàu sang tự tại. An lập vô lượng trăm ngàn muôn ước chúng nơi mười thiện nghiệp đạo, rộng nói cho đến mười tám pháp Phật bất cộng. Như vậy Bồ Tát tuy có hành động nhưng chẳng có gì là thật. Vì sao? Vì tánh tướng các Pháp đều như huyễn cả. Lại nữa thiện hiện Đại Bồ Tát nào, tự mặc áo giáp Đại Công Đức An Nhẫn Ba La Mật Đa cũng khuyên vô lượng trăm ngàn hữu tình khiến cho mặc áo giáp Đại Công Đức An Nhẫn Ba La Mật Đa. Thiện hiện thế nào là Đại Bồ Tát tự mặc áo giáp Đại Công Đức An Nhẫn Ba La Mật Đa và khuyên vô lượng trăm ngàn hữu tình khiến họ cũng mặc áo giáp Đại Công Đức An Nhẫn Ba La Mật Đa thiện hiện đại Bồ Tát nào từ khi mới phát tâm cho đến chứng tác trí nhất thiết trí mặc áo giáp an nhẫn thường nghĩ. Giả sử tất cả loại hữu tình đều cầm dụng cụ độc ác như dao gậy vân vân đến gây hại mình, ta quyết không khởi lên một niệm giận hờn nào mà còn khuyên các hữu tình cùng tu an nhẫn này thiện hiện những điều mà đại bồ tát này nghĩ đều được thành tựu cho đến khi chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thường chẳng để bỏ an nhẫn này và khiến cho các hữu tình cùng tu an nhẫn như vậy thiện hiện đó là đại bồ tát mặc áo giáp đại thừa thiện hiện như nhà nguyễn thuật giỏi hoặc đệ tử vị ấy ở ngay ngã tư đường trước mặt mọi người hóa ra các loại hữu tình hoặc cầm dụng cụ ác tàn hại lẫn nhau hoặc khuyên cùng nhau tu pháp an nhẫn ý ông thế nào việc nguyễn như vậy có thật chăng thiện hiện thưa bạch thế tôn không phật bảo thiện hiện các đại bồ tát cũng như vậy tự mặc áo giáp đại công đức an nhẫn ba la mật đa cũng khuyên vô được trăm ngàn hữu tình khiến họ mặc áo giáp đại công đức an nhẫn ba la mật đa như vậy bồ tát tuy có hành động nhưng chẳng có gì là thật vì sao vì tánh và tướng các pháp đều như huyễn lại nữa thiện hiện đại bồ tát nào tự mặc áo giáp đại công đức tinh tấn ba la mật đa cũng khuyên vô lượng trăm ngàn hữu tình khiến họ mặc áo giáp đại công đức tinh tấn ba la mật đa thiện hiện thế nào là đại bồ tát tự mặc áo giáp đại công đức tinh tấn ba la mật đa cũng khuyên vô lượng trăm ngàn hữu tình khiến cho mặc áo giáp đại công đức tinh tấn ba la mật đa thiện hiện đại bồ tát nào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí lấy đại bi làm đầu hướng đến tinh tấn thân tâm bằng nhiều cách cũng khuyên vô lượng trăm ngàn hữu tình hướng đến tinh tấn thân tâm